Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái điều này nó rất là tuyệt vời. Có nhiều bạn cứ hỏi mình liên tục tại sao mình lúc nào mình luôn luôn có nhiệt huyết và luôn có năng lượng. Và đúng rồi các bạn, cái câu hỏi này nó hay. Bởi vì mình lúc nào chúng ta cũng phải nên nó như vậy hết. Bởi vì cái người làm kinh doanh các bạn, cái người làm kinh doanh mà các bạn thiếu đi cái nhiệt huyết, cái năng lượng là các bạn không thể làm việc được. Đó là để luôn có nhiệt huyết và năng lượng là cái thứ nhất, là bạn phải có mục tiêu. Một là bạn phải có mục tiêu. Đó. Nếu mà bạn không có mục tiêu á, thì tự nhiên mỗi sáng thức dậy á, bạn không có cái điểm gì bạn hướng tới hết. Nên là bạn sẽ không có năng lượng được. Nên là thứ nhất là chúng ta phải luôn có mục tiêu. Mục tiêu trong cuộc sống. Chúng ta có mục tiêu theo tháng, chúng ta có mục tiêu theo nửa năm, mục tiêu 1 năm, mục tiêu 3 năm. À, mình thì lúc nào mình cũng có mục tiêu. Ví dụ như là hàng ngày của mình thì mình luôn có mục tiêu là mình phải chia sẻ một cái gì đó. Lên trên Facebook, lên trên YouTube, nên là để có cái mục tiêu đó. Là mỗi ngày mình nỗ lực mình làm. Mục tiêu của mình là mỗi ngày là phải viết sách. Thì mình phải viết sách, mình phải nghiên cứu ra cái khái niệm, những cái kinh nghiệm, những cái gì mình gặp trong cuộc sống để mình viết sách. Mục tiêu của mình cho đến năm, mình có nhiều mục tiêu nhưng mà đến năm 2020 thì mình phải có được 10 cái quyển sách. Hiện tại thì mình đã hoàn tất 4 cái quyển sách rồi và xuất bản được 2 cuốn. Một vài tháng nữa thôi là mình xuất bản thêm một cuốn là 3 cuốn, còn mình viết xong được 4 cuốn rồi. Và chúng ta có cái một mục tiêu rồi, chúng ta tiếp theo là thứ hai là chúng ta lên một cái kế hoạch. Kế hoạch chi tiết để chúng ta thực hiện cái mục tiêu đó. Lên cái công việc chi tiết vậy để thực hiện một cái thực hiện được cái kế hoạch, cái mục tiêu này thì chúng ta cần có cái công việc làm chi tiết, nó là cái gì. Các bạn đừng có sợ nó sai, sai thì chúng ta sửa lại, không có cái vấn đề gì hết. Cách đây 2 hôm thì có một bạn chia sẻ với mình là bạn mở một cái trung tâm Anh ngữ, và cái năm vừa rồi á là sau khi bạn tổng kết lại là nó doanh thu của trung tâm của bạn nó được 2.8 tỷ, rất là tuyệt vời. Và mình mong muốn bạn rằng là hãy đặt ra mục tiêu của năm 2018 này, và bạn đặt ra mục tiêu năm 2018 này là 4 tỷ. Các bạn ơi, thì mình đã làm được 2.8 tỷ rồi, thì bạn đặt mục tiêu là được 4 tỷ. Và khi mà bạn 4 tỷ rồi thì mình nói là vậy chia ra mỗi một tháng là bao nhiêu, rồi chúng ta cần làm những cái việc gì để đạt được cái mục tiêu đó. Cái đó như gọi là bản hành chơi tiết. Mới sáng nay thì cũng có một bạn chia sẻ với mình, bạn cũng làm bên ngoại ngữ, và bạn năm vừa rồi bạn bắt đầu bạn làm luôn, và cả năm vừa rồi cái doanh thu của bạn là được hơn 800 triệu. Và bạn nói rằng là lúc đầu mà tụi em làm thì em không có nghĩ là nó được đâu, mà hồi kia hai vợ chồng chỉ mong muốn rằng là một tháng làm sao có được cái khoản tiền là 50-60 triệu, nhưng mà ai ngờ là bây giờ nó đạt được một cách rất là dễ dàng. Bạn chúng ta cần phải có cặp lên cái mục tiêu đó. Và mỗi ngày thì bạn cần phải tập thể dục. Bạn cần phải tập thể dục. Tại vì khi mà chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta cái sức khỏe mà nó mệt đó các bạn. Chúng ta mệt rồi là chúng ta không muốn làm cái gì hết. Nên là mỗi ngày đều tập thể dục. Bản thân mình thì ngày nào mình cũng tập thể dục. Sáng dậy lúc 5 giờ sáng và mình chạy bộ. Mình thích chạy bộ. Có lúc đó thì lâu lâu thỉnh thoảng có buổi sáng mình không tập thể dục được thì mình tranh thủ buổi tối 9-10 giờ tối cũng được, cũng đi bộ vài vòng để cho cái thần lực nó khỏe ra. Đặc biệt mình nào mà các bạn thanh niên còn trẻ, bạn không tập thể dục còn được. Chứ còn những người mà khoảng 30-40 tuổi rồi, mình 40 mấy tuổi rồi mà không tập thể dục đó là chúng ta không có năng lượng nữa. Thứ tư là chúng ta phải thường xuyên đọc sách. Chúng ta thường xuyên đọc sách. 4. Đọc sách. Chúng ta phải thường xuyên đọc sách. Đọc những quyển sách hay, những quyển sách có giá trị, những quyển sách mà mình cần để nó rất giúp cho mình mở mang cái kiến thức. Và khi mình mở mang kiến thức, mình nhìn, mình chạm được cái vấn đề, mình cảm nghiệm được, mình hiểu được thì mình rất là tuyệt vời. Có những người bạn, có những người chuyên gia, chúng ta hãy nói chuyện với họ thì nó làm cho chúng ta tinh thông hơn,
chúng ta tháo gỡ những cái công việc của mình nó tuyệt vời hơn. Thì cái con người chúng ta nó luôn nhiệt huyết hơn, năng lượng hơn. Và cái tiếp theo nữa là chúng ta phải luôn sắp đặt trong cái tiềm thức của mình. Luôn sắp đặt trong cái tiềm thức mình. Các bạn biết là cái bộ não của con người này. Ok, giờ chúng ta có gì ạ? Các bạn thấy thường thường người ta hay vẽ nó như như vậy, cái bộ não của con người. Chúng ta có gì ạ? Não trái, đúng không? Não gì ạ? Não phải. Và cái phần ở dưới này rất là lớn thì không ai nói nó là cái gì hết. Cái này chính là gì ạ? Cái này chính là tiềm thức. Ok chưa? Não trái là nó tập trung vào những cái con số, những cái số liệu. Ok chưa? Và rất là nhiều người thì họ rất là giỏi về cái năng tính toán số liệu. Não phải là nó giúp cho chúng ta sáng tạo. Bạn nào đam mê âm nhạc, yêu thích âm nhạc, yêu thích hội họa, ok chưa? Nhìn mọi thứ xung quanh chúng ta cảm rất là tốt, thì cái đó là chúng ta bên não phải. Ok, nói chung là não trái, não phải đều rất là quan trọng. Chúng ta cần phải phát triển cân bằng. Cái hệ thống giáo dục của chúng ta hiện tại thì nó hơi có vấn đề ở chỗ này. Cứ luyện người nào đó giỏi toán, giỏi lý, giỏi hóa, nên là chúng ta cứ thiên về một cái não mà chúng ta thiếu đi mất cái cảm xúc, thiếu đi cái cảm nhận xung quanh. Còn cái người nào yêu âm nhạc thì lại cứ bên này không đó, lại rất là giỏi toán. Chúng đồng ý là cái năng khiếu chúng ta rất là giỏi, nhưng mà chúng ta cần phải tập trung cho này nữa, là chúng ta cần phải cân bằng não trái và não phải để con người của chúng ta nó hoạt động được tốt hơn. Tuy nhiên một cái rất là tuyệt vời đó là chúng ta phải cái tiềm thức là cái nó rất là bự nè các bạn. Tiềm thức này, tiềm thức, ok chưa? Chúng ta hay nói là đánh thức cái tiềm thức vậy. Đánh thức cái tiềm thức của chúng ta vậy. Khi chúng ta cảm nhận, chúng ta nghe cái gì hoặc là ai làm đó cái gì đó, là chúng ta cảm nhận được và bắt đầu cái tiềm thức bắt đầu nó lọc các bạn. Nó có cho cái gì vô hay không vô, thì phần lớn cái con người chúng ta được điều khiển bởi những cái thói quen. Tức là cái tiềm thức này nó chặn nè. Ví dụ ai nó nói một cái gì đó, cái tiềm thức nó sẽ chặn, nó cho nó có lúc thì nó nhận, có lúc thì nó không nhận. Ví dụ như bạn đọc cái câu tuyên bố, ví dụ mình hay đọc cái câu tuyên bố cho các bạn đọc á, là tôi nghĩ tôi có thể, tôi nghĩ tôi không thể. Nhiều lúc các bạn đọc rất là to, mình luôn yêu cầu các bạn đọc to để các bạn không thậm chí các bạn chưa ý thức luôn, nhưng mà cái điều đó nó đi phạm vào trong cái tiềm thức của mình. Chứ còn không là bạn vừa đọc bạn suy nghĩ rằng là cái câu này chúng ta có nên đọc hay không thì nó bị chặn ở bên ngoài, nó không vô. Thì từ cái tiềm thức này chúng ta sẽ biến nó thành là vô thức. Và cuộc đời chúng ta được điều khiển bởi những cái vô thức là cái thói quen. Chúng ta đọc liên tục rồi xem như là chúng ta nhập nó vào đầu luôn. Và những cái điều này nó trở thành cái thói quen là chúng ta không suy nghĩ về cái đó, chúng ta vẫn làm về cái đó được. Ví dụ như là bạn bán hàng rất là dở, bạn bán hàng rất là tệ, bạn rất là sợ bán hàng tại vì bạn chưa giỏi bán hàng, thì bạn cứ ngồi bạn nói là I am super sale. Thì bạn nói liên tục, bạn nói 100 lần vậy thì con người bạn có năng lượng nó lên và nó, tức là nó lao ra là hay là trong chương trình mình luôn yêu cầu các bạn nói rằng là tôi là người chủ thành công. Các bạn nói thì bắt đầu một lúc nó ăn vào trong tiềm thức, nó chuyển thành cái vô thức bạn, cái con người bạn nó vô cùng năng lượng luôn. Bạn vô ra điều nào chưa? Cái đây là những cái cách mà mình chia sẻ bạn để mỗi ngày các bạn năng lượng ra làm kinh doanh. Chúng ta rất cần năng lượng, và chúng ta cần tất cả những cái điều này nó đều phải chung quy vào một cái điều nữa, là các bạn phải vô cùng tập trung. Các bạn ơi, các bạn phải vô cùng tập trung, cái chữ tập trung đó. Các bạn mà thiếu cái sự tập trung thì các bạn không có làm kinh doanh được. Đặc biệt các bạn ra khởi nghiệp, các bạn cần phải tập trung rất là nhiều. Cái điểm yếu của người ra khởi nghiệp là chúng ta rất dễ mất tập trung, vì chúng ta có nhiều thứ đây chúng ta cần phải làm quá. Chưa có tiền nên là phải lo tiền, chưa biết tìm sản phẩm nên phải lo sản phẩm gì, rồi có sản phẩm là lo đi tìm khách hàng, lo xây dựng các cái chương trình mà tôi phải làm liên tục nó như vậy. Các bạn chúng ra điều này chưa? Mà rồi khách hàng khen cũng có, khách hàng cộng đơn cũng có, rồi người này lôi kéo qua hội này, người kia lôi kéo qua hội kia. Nên là cái điểm yếu của người đó là chúng ta
thiếu cái sự tập trung. À, và đó là nguyên nhân mà nó làm cho chúng ta rớt rất là nhiều. Thì một trong những cái điểm để chúng ta có năng lượng mỗi ngày là chúng ta cần phải tập trung. Và khi chúng ta tập trung cao độ các bạn, cái đầu của chúng ta nó thông thái lắm, nó làm được nhiều thứ đó. Các bạn thiếu tập trung là các bạn làm cho cái đầu mình nó giảm đi cái năng suất đi, nó giảm đi cái hiệu quả đi. Khi mà bạn làm tập trung sâu á, cái công việc bạn nó chạy lớp và cái việc khởi nghiệp bạn nó đi nhanh lắm. Đó, nên là bạn cần phải luyện cho mình một cái tư cách tập trung. Vậy bây giờ mình review lại cho các bạn một chút xíu. Chúng ta cần phải có một cho mình mục tiêu, chúng ta cần phải có cho mình cái bản kế hoạch chi tiết, chúng ta cần phải biết tập thể dục, chúng ta cần phải biết đọc sách và chơi những người bạn rất là tích cực, nói chuyện cái đối với những người thầy, những người chuyên gia. Chúng ta cần phải cân bằng giữa não trái và não phải, và đặc biệt chúng ta phải biết đưa vào tiềm thức bằng cách chúng ta tuyên bố những cái câu rất là tích cực mỗi ngày và đưa nó thành thói quen, nó thành vô thức, và chúng ta cần phải tập trung. Mình rất là vui, cách đây khoảng 2 tháng mình có nghe một cái bạn Ninh. Bạn Ninh là bạn là giám đốc của công ty Defoco, năm nay bạn mới 23 tuổi. Bạn còn rất là trẻ và rất là giỏi. Trong cái dịp mình với bạn cùng nhau đi Malaysia mà để nhận một cái giải là doanh nhân châu Á Thái Bình Dương, thì bạn kể cho mình rằng là em sáng nào em dậy em cũng tuyên bố đó, em có những câu tuyên bố hồi kỳ em học trong lớp podcast, và mình hướng dẫn cho bạn cái cách làm cái tuyên bố để làm sao nó chạm được trái tim. Và bạn mới nói rằng là sáng nào bạn cũng dậy và bạn tuyên bố, và bạn tuyên bố từ đó tới bây giờ cả 2 năm rồi. Mình nghe mình rất là giật mình luôn các bạn. Mình thấy rõ ràng cái bạn Ninh này, bạn rất là tập trung, và đó là lý do mà lúc nào bạn cũng năng lượng, có người bạn lúc nào cũng năng lượng, luôn tập trung và luôn làm. Và đó là lý do sao mới 23 tuổi mà bạn có một cái công ty doanh số rất là tuyệt vời, và bạn rất là thành công so với độ tuổi của bạn. Những người 30 tuổi chưa chắc đã làm được như bạn, tại cái sự tập trung của bạn nó cao độ quá. Cái bạn nhận chưa? Vậy thì đã chọn con đường kinh doanh là bạn phải rất là tập trung. Mình chỉ mong muốn các bạn như vậy, và mình mong muốn các bạn là luôn làm những công việc này mỗi ngày, đừng bao giờ quên nó hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ xem đoạn video này, các bạn nhớ đăng ký nhé. Nhớ đăng ký, nhớ bấm vào cái nút subscribe hoặc là cái nút đăng ký. Bởi vì mình chia sẻ đến 1000 đoạn video rồi. Bây giờ cái đoạn video mà chúng ta đang nói đây là nó chưa được tới 200 đoạn, nó khoảng 180 mấy đoạn á. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp lại các bạn sau.